Đời tôi là một hành trình hồng ân. Tân linh mục Phêrô Lê Thế Hải thuộc dòng Ngôi Lời đã được thụ phong linh mục ngày 8 tháng 9 năm 2024 tại giáo xứ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội dưới sự đặt tay truyền chức của Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục giáo phận Hồng Kông. Kể từ ngày nhập dòng tại Việt Nam đến nay và trải qua 18 năm tu học và phục vụ dân Chúa, lúc 5 giờ 20 phút sáng ngày 5 tháng 10 năm 2024, tân linh mục Phêrô đã trở về nhà chính của tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, dâng thánh lễ tạ ơn với tấm lòng con thảo để cảm tạ Chúa và tri ân mọi người, những bàn tay và tấm lòng đã nâng đỡ cha Phêrô trong hành trình ơn gọi. Cùng đồng tế tạ ơn, với cha Phêrô còn có khoảng 20 linh mục trong khu vực xung quanh, giữa lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa của quý thầy và các anh em thỉnh viện Ngôi Lời. Sau khi đọc bài tin mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 17 đến 24, hòa với niềm vui thành công trong sứ vụ loan báo tin mừng và chữa lành của nhóm 72 môn đệ, linh mục Phêrô cũng đã vui mừng và đầy cảm xúc chia sẻ trong tâm tình biết ơn của mình. Ngài chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm khi mục tại Hồng Kông, đồng thời xin mọi người cùng cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới tại đây. Sau thánh lễ, tân linh mục đã bày tỏ tâm tình biết ơn đến quý cha, quý thầy và cộng đoàn tham dự. Được biết, vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, cha Phêrô sẽ dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Hòn Thiên, thuộc giáo phận Nha Trang, để cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ tại quê hương thân yêu của Ngài. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta, và cảm ơn quý vị đã và đang cầu nguyện, cùng nâng đỡ cho hành trình ơn gọi truyền giáo của cha Phêrô, cũng như của các linh mục và tu sĩ dòng Ngôi Lời trên thế giới.